Cửa không khóa, em vào đi. Em có một nguyên tắc là phải cảm nhận trước khi nhìn thấy. Em làm cho anh có cảm giác thích thú lắm rồi đó nha. Em cũng thích anh rồi đó nha. Từ từ để em làm cho. Anh nằm xuống đi. Ông lo rằng con trai ông sẽ biết được người cha đáng kính, đạo mạo của anh ấy, ăn chơi trác táng, thậm chí còn dám bỏ tiền ra để ngủ với bạn gái của con mình. Con điếm này. Mà thôi, có tiền thì muốn gì mà chẳng được. Nhưng mà có nhất thiết là phải đóng kịch đến mức này không? Chỉ là chia tay thôi mà. Sao phải tự tử? Với lại, chẳng phải ông cũng hăm dọa ép con trai ông phải bỏ tôi rồi còn gì? Con tôi biết. Với lại, tôi không muốn đêm dài lắm mộng. Ok, có tiền là tôi làm. Nhưng mà phiền ông nhớ kỹ cho tôi điều này. Tôi bơi không có giỏi cho lắm. Cô yên tâm, tôi đã cho người chuẩn bị kỹ càng hết rồi. Chỉ cần cô nhảy xuống sông là xong. Vậy nha. Ông già, ông yên tâm đi. Với số tiền đó, con trai ông sẽ không biết được chuyện gì đâu. Hãy quên những chuyện đó đi. 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 Cậu hãy quên nó đi. Quên hết những chuyện đó đi. Nó đâu ba? Alo, em nghe đại ca. Cho đội cứu hộ về đi. Tối nay không cần nữa. Dạ. với xã hội. Tôi là một doanh nhân thành đạt. Với con tôi là một người cha mẫu mực đáng kính. Vì vậy, tôi không thể để cô hủy hoại thanh danh của tôi được. Lên! Ha 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 ha!